Bạn có biết cứ mỗi 2 giây lại có một sản phẩm kem chống nắng đến từ Anessa được giao đến tay người tiêu dùng trên toàn thế giới? Bí ẩn đằng sau thương hiệu số 1 Nhật Bản nhiều năm liền là gì? Cùng mình khám phá nhé! 1. Thương hiệu Anessa là thương hiệu kem chống nắng đến từ Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Hyzo. Được thành lập từ năm 1992, thương hiệu này cung cấp các công thức được chế tạo bằng công nghệ ngăn chặn tia UV mạnh mẽ, cùng với 50% thành phần có tác dụng dưỡng da. Nhờ vậy mà làn da không những được bảo vệ an toàn mà da còn chắc khỏe dài lâu. Hiện nay, Anessa không chỉ có mặt tại Nhật Bản mà còn xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á khác, kể cả Việt Nam. Anessa đã xây dựng hình ảnh thương hiệu gần gũi và củng cố bởi những hoạt động vì cộng đồng nhằm chiếm được trái tim của người tiêu dùng. Ngoài ra, việc sử dụng đại sứ thương hiệu là các vận động viên hàng đầu, Anessa mong muốn hỗ trợ cuộc sống năng động, tươi đẹp của mọi người trên khắp thế giới. 2. Bao bì thiết kế. Với phiên bản năm 2018, Anessa Perfect UV Sun Gel and Kinkajemil vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của mình với chai hình chữ nhật lùn lùn đú. Phần vỏ chai cứng cáp, chắc tay với màu vàng gold nổi bật đều được giữ nguyên bản. Có lẽ là để phân biệt với phiên bản tiền nhiệm, nên phần đầu nắp chai được đổi sang màu xanh ngọc. Mặt trước của kem chống nắng Anessa in logo thương hiệu, tên sản phẩm và không thể thiếu chỉ số chống nắng với phông chữ basic và màu đen khá dễ nhìn. Do đây là sản phẩm nội địa Nhật nên toàn bộ phần thông tin sản phẩm ở phía sau chai được in hoàn toàn bằng tiếng Nhật cũng không phải là điều khó hiểu. Bạn cũng đừng lo lắng, khi được nhập về Việt Nam thì nhà sản xuất không quên dán thêm tem bằng tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Vì thiết kế khá đặc biệt nên thật không khó để tìm kiếm chúng giữa đám đông phải không nào. 3. Thành phần. Xem xét thành phần thì có thể thấy đây là một sản phẩm sữa chống nắng vật lý lai về hóa học. Vì thế, sản phẩm này vừa thẩm thấu cực nhanh và không để lại lớp màng trắng trên da, lại có hiệu quả lâu dài, hạn chế việc phải thoa đi thoa lại nhiều lần trong ngày, tiết kiệm hơn phải không nào. Ngoài ra, những thành phần dưỡng da bổ sung cũng là một điểm cộng cho em này nữa đó. Sản phẩm này được đánh giá cao về chất lượng cũng không hề khó hiểu, bởi hai công nghệ tiên tiến nhất trong làng chống nắng hiện nay nằm gọn trong lòng bàn tay. Công nghệ Thermobooster. Khi tiếp xúc với nhiệt, lớp màng bảo vệ da chống lại tia cực tím sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, lan tỏa trên da, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình. Công nghệ Aqua Booster X, chống trôi ma sát độc quyền của Anessa. Đây là thành quả sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu. Nó giúp tăng khả năng bảo vệ da khỏi tia UV khi tiếp xúc với nước hoặc mồ hôi. Điều này trái ngược hoàn toàn với các loại kem chống nắng khác. Các thành phần đáng chú ý của sữa chống nắng Anessa: Zinc oxide và titanium dioxide có tác dụng ngăn chặn hoặc phân tán tia UV, cung cấp một lớp bảo vệ quang phổ rộng. Vì thế, đây chính là sự lựa chọn an toàn hơn để bảo vệ da khỏi những tác động không có lợi từ ánh nắng mặt trời. Octoxylene, trung hòa và phản xạ tia UV có trong ánh nắng mặt trời, nhờ đó giúp tăng cường hàng rào bảo vệ trên da. Chiết xuất hoa hồng tây, lô hội, hyaluronic acid, glycerin và collagen, hỗ trợ dưỡng ẩm cho da một cách an toàn. Chiết xuất lá trà xanh, lá hoa anh đào và chiết xuất tomentilla, thành phần chống oxy hóa siêu việt. 4. Công dụng. Ngăn chặn những tác động xấu của tia UV lên mọi bề mặt, mọi góc độ của da. Kết cấu sữa mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu, không nhờn xít, giúp da được bảo vệ tối ưu mà vẫn khô thoáng, mềm mịn. Công nghệ Thermobooster và Aqua Booster EX giúp sản phẩm hoạt động hiệu quả kể cả khi da mặt ở trong môi trường nóng bức hay tiếp xúc với nước. Có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa. Có dưỡng ẩm tốt với những thành phần an toàn và lành tính. Có thể thay thế cho primer trong khi trang điểm, sử dụng được cho cả mặt và da body. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Chống nắng toàn diện và hiệu quả với sự kết hợp của hoạt chất vật lý và hóa học. Dưỡng ẩm da khá tốt, một sự khác biệt được đánh giá cao so với các sản phẩm chống nắng khác. Sở hữu công nghệ Thermobooster và Aqua Booster X, sản phẩm có khả năng bảo vệ da trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường. Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu và khô thoáng dễ chịu. Không nâng tôn mặt, tạo làn da trắng thiếu tự nhiên như những sản phẩm kem chống nắng thuần vật lý. Có thể sử dụng cho cả mặt và body, hơn nữa cũng có thể sử dụng như một lớp lót trang điểm. Dễ dàng làm sạch chỉ với nước tẩy trang đơn giản. Sản phẩm không chứa các chất có hại cho da như chất tạo mùi nhân tạo, chất tạo màu, dầu khoáng, paraben. Nhược điểm, sản phẩm có chứa cồn, nên những bạn có làn da nhạy cảm với thành phần này thì nên cân nhắc khi dùng. Tích chờ dạng sữa nên dùng sẽ hơi hao. Sản phẩm hiện nay có nhiều hàng giả trôi nổi trên thị trường nên các bạn hãy tìm mua những chỗ uy tín nhé. 6. Trải nghiệm của mình. Vì mình thuộc loại da dầu mụn nên với kết cấu dạng sữa khá lỏng của sản phẩm này khiến mình rất thích. Nó rất dễ tán và thẩm thấu cực kỳ nhanh trên da, không gây nhờn xít mà còn rất thông thoáng. Hơn thế, bạn sẽ không hối hận khi xài sản phẩm này đâu,
bởi các thành dưỡng ẩm siêu Việt có trong sản phẩm sẽ khiến cho làn da của bạn luôn được mềm mịn và bóng khỏe. Có thể bạn sẽ lo ngại về thành phần có chứa cồn của sản phẩm này. Đây là điều mà chúng ta vẫn thường xuyên gặp với các sản phẩm từ Nhật. Tuy nhiên, ở phiên bản 2018, Anessa đã hạn chế lượng cồn tới mức tối thiểu và thêm vào đó nhiều thành phần cấp ẩm giúp làm dịu da, nên các bạn yên tâm mà sử dụng nhé. 7. Các câu hỏi thường gặp. Mua sản phẩm này ở đâu để đảm bảo uy tín? Để tránh mua phải hàng giả thì bạn tìm đến các shop phân phối chính hãng, có uy tín, và lưu ý là nhớ kiểm tra mã vạch nha. Hoặc nếu không có thời gian mua trực tiếp, bạn có thể đặt hàng online tại link dưới video nhé. Sản phẩm này dùng cho loại da nào? Sản phẩm này an toàn cho mọi loại da, vì vậy bạn có thể yên tâm khi sử dụng nhé. Sản phẩm này có thể kết hợp với các sản phẩm dưỡng da khác không? Bạn hoàn toàn có thể dùng chung với các sản phẩm khác để đảm bảo da được chăm sóc toàn diện nha. Vậy là chúng ta đã biết được lý do mà Anessa Perfect UV Sun Gel Enkin Kajemil lại được săn đón nhiều đến thế, đúng không nào? Bạn đã sẵn sàng em ý về nhà chưa?